đây mời căn biệt thự đây. Ủa sao rộng dữ vậy ta? Ghê luôn á trời. Bữa mình nuôi hạch nó đâu có bự như thế này. À cái này là nó lấn ra luôn cái khung ngoài em. Còn nó lấn ra khung nhà công nhân anh. Nó chỉ có là đây, anh không đi bộ nói các bạn. Anh phải ngồi trên xe mà quay cho các bạn xem thôi. Ủa bên này là cái gì ta? Cái này của không phải thừa đất của chú hả? Này là hồi xưa nó đang là cái ruộng. Còn cái khu là khu xe biệt thự chú. Ôi kia đây thì xây 10 căn là bình thường thôi, mỗi bên 5 căn thì quá bự chứ. Giờ thực tế quy hoạch bị sai rồi. Cái này xuống toàn đạt lại rồi mày. Em đem em design lại rồi thấy rồi. Ừ, chứ đẹp quá ha. Ở đây mà sao cái đường giữa hả? Có cảm giác không giống, để anh xuống hỏi anh Thác. Chứ anh thấy bề ngang nó đâu có rộng như cái ông đang săn lấp đây ta. Theo cái bản đồ. Ủa anh, trên quy hoạch đó nó đâu có rộng như san lấp đây ta. Hình như anh mới san lấp bự hơn à. Ủa thằng Trí nó quy hoạch con đường đi giữa hai bên là hai cái dãy chiều sâu bao nhiêu? Hai bên là chiều sâu mỗi căn là bao nhiêu à? Một căn á anh. Chiều sâu vô mỗi căn là một nền á, một nền là 400 mét vuông đúng không? 20. Cái đường giữa có mấy? 5 mét hả? 8 mét hay gì đó. Cộng luôn với bao nhiêu đây? 20. Sao từ đây qua kia không có cả 100 mét à? Dạ, đây là đúng không? Em đi kia. Ba cái thằng này em. Ủa nhưng mà cái này không có tá ly hả? Không, nó có bị mất không? Có tá ly chứ. Mai mốt phải đổ tá ly chứ. Có việc đó là không thành đề. Ừ. Toàn bộ đất này đâu đâu. Đạo biết ngã, tính là chiều cao từ đất lên có lên hơn 2 mét, bắt đầu toàn bộ cái đó nguyên cái khoảng này bao nhiêu là toàn bộ bằng cái đất nạo vét cái cảng mình đó. À là lấy lòng kênh lên luôn á, nạo vét lên ha. Nạo vét ra đem đây thế. Lấy nó đắp nó chứ cái đất này mà tiền mua là cũng muốn chết luôn. Xong xuôi rồi bắt đầu ở đây chỉ phả sỉ thôi. Cái này là phả sỉ, sỉ than, sỉ 2 tấc sỉ, 2 tấc mấy sỉ thôi. Ồ. Ra đây chưa xem nó muối tí. Rượu muối đây nè phải không? Xong đó đem dẫn vô đây. Rượu muối nè, sau lưng cái khu biệt thự này rượu muối. Nhưng mà sao chú đâu mua được mấy khu này? Đâu, này đất chú đất của sếp nè. Đất này á hả? Toàn bộ đất này sếp của sếp bán đó chứ. Vậy hả? Ông bán lại cho người ta hả? Rồi, hèn gì. Bây giờ cái khu mà cái hai cái trạm đi đâu mà ông đừng bán, bây giờ nó bọc qua cái đây, đất, mưa đất, luôn. Đất của cái cũ của sếp. Nhưng mà ông bán người ta rồi, bây giờ cái góc bờ mưa bờ sông kia đâu có thôi, đúng, còn có ông nữa. Bên đó là phố 12, còn bên đây là cái đồ bố này là cũ của sếp. Cái miếng này bây giờ thì một chỗ đây là đậu được chiếc tàu á hả? Chiếc xà lan á. Con tàu biển là nó 70 mét. Dạ. Và con cái tàu thương nó mà được cái này nó vô sâu giờ đổ sâu này mình có móc sâu đây 5 mét đi. Móc thêm không anh hay là nó đi tiếp tiếp vậy? xây dựng rất là hòn sầm uất chứ cũng không có khác gì nữa.
thường xe thuê hết vô. Rồi cái bệnh viện bờ sông này rất là đẹp. Thằng có một cái tổ hợp là khu chuyên về đúc dầm, đúc hệ thống dầm vượt nhịp lớn, cho nên là họ tự xây luôn cái khu văn phòng làm việc mà hắn đang quay đây là họ tự xây. Ở đây hắn cái dầm vượt nhịp tầm 6 mét, ở chính giữa không có cầu và hệ thống cột điện thì rất là lớn. Ở trên dưới đất này gió rất là mạnh, cho nên là càng lên cao và cái cầu chưa có xây tường gì hết. Hiện tại thì đang thực hiện dàn dỡ một tầng áp mái và một cái sân thượng cà phê trên cao này. Khu này rộng lắm, khu này có thể nói khu cảng người đi nó đi rất là chỉnh chu. Giờ là hệ thống ở các anh em kiến trúc sư Lưu Huy cộng với anh trợ lý của chú Đức đang đứng đây. Đang đi tham quan cái đẹp của anh Thái ơi. Cái sông này có tàu du lịch đâu đi là đi đi thẳng Vũng Tàu được luôn phải không anh? Đúng rồi. Đúng, đã luôn á. Chụp chụp bức hình anh. Chế chế là chụp mấy anh em mình chụp chung bức hình này. Đẹp quá. Đây. Rồi chụp đi. Về đây đi ngang qua công trình của mình thiết kế đây, quá đẹp, quá đẹp rồi. Nằm ở vị trí đắc địa con đường chính dẫn vào cảng ha, khu này đúc á. Ui cái nhà hàng này bữa nó quán đắt lắm luôn á, đồ hải sản nó ngon lắm. Bây giờ ổng nó chiếm đất của ổng rồi, nó có cái bờ sông cũng đẹp rồi. Cho nó lên 10 căn. Đây khu hải sản rất là ngon, hải sản tươi lắm, hải sản này dễ rất ngon, dễ gì chúng ta lại cho ổng ha, xịt ngoài vậy đó.